nuốt nước mắt vào trong về tình cảnh gia đình sau chia tay với người chồng bội bạc ở tòa án bên xứ sở Hoa Kỳ từ ngày ấy. Với 5 năm cố gắng thuyết phục các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng là căn nhà số 263, tổ 12, xóm 2 Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, Đơn Dương, Lâm Đồng không phải là của mình, bà Lê Thị Như Lan thốt lên từng lời nghẹn ngào với đôi mắt buồn trĩu nặng. Bà cho biết, cho đến hôm nay, bà cũng đã có thêm 5 năm nữa gửi đơn kêu cứu tại nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết vụ việc này, nhưng tất cả không có cơ quan nào giải quyết. Điều đáng nói là bản án sơ thẩm được Tòa án tỉnh Lâm Đồng thụ lý và xét xử có kết luận quá hào phóng với những chứng cứ ngụy tạo. Người luôn làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng khẳng định là tài sản không phải của mình thì được Tòa án tỉnh Lâm Đồng giao cho tài sản. Người tự dưng mất tài sản tích góp cả đời thì kêu cứu khắp nơi. Bà Lê Thị Như Lan, một người phụ nữ đơn thân gần như gục ngã. Điều đáng nói là cơ quan thi hành án tỉnh Lâm Đồng ra văn bản cấm bà Lê Thị Như Lan xuất cảnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn hại đến tinh thần sức khỏe cũng như quyền lợi di chuyển của bà. Mặc dù bà đã nhiều lần làm việc với cơ quan tòa án, thi hành án khẳng định tài sản căn nhà không phải của bà. Ô, tòa tuyên bà án nó vô căn cứ và vô lý lắm, không phải tài sản của cô mà buộc cô phải nhận tài sản để cho ông chồng cũ của cô chia. Cô thấy hoàn toàn vô lý, lên một cái bản án mà số 8 ngày 22/2015 đó là hoàn toàn vô lý, không tống đạt cô, không có gì, hoàn toàn tự động họ làm. Cho nên vì đó mà cô không đồng ý cái bản án đó và đã làm cho cô cả chục năm nay không làm ăn được, gây nhiều cái áp lực đến cho cô. Cho nên vì đó mà cô cũng nhờ các cấp giống như là có giúp đỡ và phải đem ra một cô cần cái công lý để mà đưa cái sự công bằng đến cho cô. Trước những khuất tất trong kêu cứu của bà Lê Thị Như Lan, báo điện tử Tầm Nhìn đã thẩm định thông tin cập nhật từ những tình tiết cụ thể, chính xác và đưa ra cái nhìn toàn cảnh cho dư luận được rõ. Được biết, bà Lê Thị Như Lan cư trú tại số 4 cư xá Bưu Điện Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, tố cáo việc chấp hành viên bà Nguyễn Thị Thúy Lan đang làm việc tại cơ quan thi hành án tỉnh Lâm Đồng, lạm dụng chức quyền thi hành án vi phạm tố tụng dân sự với bản án số 8/2015/JS-ST ngày 22/7/2015 và thẩm phán Bùi Hữu Nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lợi dụng chức quyền vi phạm tố tụng dân sự với bản án số 8/2015/JS-ST ngày 22/7/2015. Bản án số 8/2015/JS-ST ngày 22/7/2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện đòi tài sản và yêu cầu chia tài sản thuộc sở hữu chung. Căn nhà số 263, tổ 12, xóm 2, Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, Đơn Dương, Lâm Đồng, trên giấy tờ và hồ sơ chứng thực là của bà Lê Thị Xuân Thảo. Nhưng ông Nguyễn Văn Bảy là chồng bà Lê Thị Như Lan, sau khi ly hôn, ông Bảy đã về Việt Nam làm đơn lên tòa án buộc bà Lan phải nhận căn nhà số 263 là tài sản của mình để đòi chia tài sản với bà sau ly hôn. Có điều khó hiểu ở đây là toàn bộ hồ sơ khi tòa án thụ lý và đem ra xét xử nó không bình thường mà được bên nguyên đơn phối hợp với các cán bộ thuộc các cơ quan liên quan tạo dựng với những phương pháp nghiệp vụ nhưng vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa chính xác, cần phải được xác minh làm rõ. Sau khi bản án được xét xử hoàn tất thì bà Lê Thị Như Lan với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan lại không nhận được bản án gốc. Tôi không nhận một cái bản gốc mà tôi không nhận bất cứ một cái giấy tờ nào của ông Nhân. Trước một tháng, 10/6/2015, ông Nhân đã là thẩm định giá cái nhà của bà Thảo rồi, trước khi xử. Rồi sau đó là 22/7/2015, ông Nhân lại xét xử, không có mặt của chúng tôi, không tống đạt, không gì hết. Theo đơn tố cáo của bà Lan gửi báo điện tử Tầm Nhìn, bà Lan có ghi: "Nay tôi làm đơn này tố cáo toàn bộ bản án số 8/2015/JS-ST ngày 22/7/2015 do ông thẩm phán Bùi Hữu Nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lạm dụng chức quyền, coi thường luật pháp, bản án vô căn cứ, không khách quan. Ông Nhân không gửi giấy tống đạt và không gửi bản án gốc cho chúng tôi. Vậy mà bản án có hiệu lực để thi hành án. Vì sao Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lại không gửi bản án gốc có dấu đỏ cho bà Lê Thị Như Lan với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan?"
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, phóng viên hỏi bà biết bản án này từ đâu, thì bà Lan nói: là tôi đã đưa lên khiếu nại năm 2016, tôi có lên thi hành án, bởi vì thi hành án tôi, cho nên khi tôi vỡ lẽ ra là tôi có một bản án. Thì tôi lên tôi trình bày thì chấp hành viên Ngọc Hoa đó, ông Phạm Ngọc Hoa mới cho tôi photo cái bản án. Tôi thấy thứ nhất là bản án không phải bản án gốc, bản án photo. Thứ hai nữa không phải tài sản của tôi. Mà cái điều này tôi đã khiếu nại và tôi đã khiếu nại rất nhiều. Như vậy, với vai trò là chấp hành viên thì ông Phạm Ngọc Hoa có làm đúng vai trò và trách nhiệm của mình hay không? Điều bức xúc hơn cả là trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và báo chí cũng như tại buổi tiếp công dân, bà Lan có trình bày. Tôi đã nhiều lần trực tiếp bà Phạm Thị Thúy Lan. Chứ không phải bây giờ mà là rất nhiều lần. Tôi đã trình bày hết tất cả là y như một lời nói, bởi vì không phải là tài sản của tôi. Căn nhà đó không phải là căn nhà của tôi, căn nhà của em tôi chỉ ở tạm trú thôi. Tôi ở tạm trú thời gian tôi không có nhà. Nhưng mà bà Lan bà lại nói cái câu nói là không nhận mà được à. Đáng lưu ý hơn, trong buổi tiếp dân ngày 29 tháng 6 năm 2020, bà Lan có trình bày thêm. Thúy Lan nói là ông Bảy ở Mỹ về, lúc là đầu tiên gặp bà Thúy Lan mời tôi lên á, là bà nói là ông Bảy, chị Lan có cái vẻ thân tình đâu, chị Lan là ông Bảy ở Mỹ về, tặng cho tôi một cái hộp chốc lịch là hộp xuất la đó, và ủy quyền cho bà vợ mới bây giờ. Đặc biệt, bà Như Lan nói rằng lúc đó bà rất đau khổ vì một mình thân cô thế cô, trong hoàn cảnh ông Bảy chồng cũ của bà đã lấy vợ mới. Nước mắt của bà cứ trào ra và ngậm ngùi đi về, kéo theo câu nói như xé nát con tim của bà. Sao mà không ủy quyền được chứ? Rồi, không nhận mà được à? Một vấn đề cần nói, vì sao khi tiếp xúc làm việc với bà Như Lan có thể khẳng định lúc này bà Thúy Lan đang là một chấp hành viên thụ lý thi hành án mà lại nhận quà của người có liên quan tới bản án? Chỉ là hộp quà sô-cô-la đơn thuần hay có gì sâu bên trong đó? Và lại còn thông báo với bà Như Lan cùng những lời như trên có ngụ ý gì? Liệu có phải là sự khẳng định và đôi khi có phần khủng bố đối phương hay không? Điều này cần các cơ quan điều tra làm rõ vụ việc để bản án được công minh. Thiết nghĩ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên có bị xâm hại từ những hành vi của mỗi chấp hành viên trong vụ việc này ra sao? Báo điện tử Tầm Nhìn tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc này.